Chào tất cả em nha. Hôm nay thì mình nhận được ít đơn hàng này thì anh em cùng bóc hộp kiểm tra với mình nhá. Mình sẽ bóc cái phong bì mỏng đầu tiên này. Đơn hàng của bạn Oai gửi cho mình từ Lê Lợi, không biết Lê Lợi ở đâu. Gửi qua bên 247. Ok, bên đang nguyên kiện nha anh em nha. Mình gửi bọc hơi ọp em một chút. Samsung. Còn là con A9. Máy em bị rơi nước đem sấy sai bình thường nhưng bị nóng máy, đem thợ tháo ra nói hư main không sửa được, giờ không mở nguồn lên được nữa. Ok bạn ngoài nha. Đấy, máy đã tháo rồi, ký cá các kiểu nhá. Tại thì mình làm sao cũng không thấy báo gì nhá. Mình sẽ bóc rồi lát mình sẽ kiểm tra, tranh thủ kiểm tra dạo này. Một cây máy để sang một bên. Tiếp theo mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Lê Ngọc Thắng gửi cho mình từ Thanh Hóa nhé. À, tỉnh Khánh Hòa chứ, Thanh Hoa, An Bắc, Cam Lâm, Thanh Hòa nhá. Ok nghe, xem nào, nó gửi cho mình máy gì nào. Đây là 6S dây nước, đã sấy nhưng không lên. Kiểm tra xem có cứu được không nhá, giờ có gì báo lại này, ok. Ok bạn Thắng nha, 6S dây nước à. Đây để cả giấy không vào đây để lót này. Ok, nhìn cái màn hình ở trong hơi xấu xấu, cảm giác giống như màn hình linh kiện lắm nhé anh em nhé. Đây cảm nhận của mình nhá, nhìn qua bên ngoài thì độ đen nó không đủ sâu nhé. Mình xem qua xem tình trạng làm sao, nước nhiều hay không. Ok, thấy lồng nước mở khá nhiều, pin nó nhào hết cả ra. Đúng màn tàu thôi anh em nhé, nhìn con IC này, không rất dại luôn nhá. À, nhìn thấy màn dại dại đoán ngay là màn tàu. Con này thì thấy gì cả ốc nhé. Mình sẽ nhắc cái màn ra anh xem thử xem thối nhiều không nhé. Khả năng là dính nước xong lại lắp cả pin vào, nếu mà sấy không được thì bảo đừng có lắp pin vào anh làm gì anh em nhé. Trông cũng không thối nhiều lắm đâu. Ok, mình sẽ xử lý sau thôi. Những ca này thì bây giờ nó cũng nhiều rồi, làm mãi nó hơi nhàm rồi. Mình về sau bên nha. Rồi, mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Nguyễn Phúc Anh gửi cho mình từ Bến Tre nhé. Xem nào, bạn này gửi cho mình máy gì đây? Redmi Note 7 nhá. À, con này thì bảo như cũng mất đèn tiếp hay sao? Mấy con này nhiều nhiều rồi, thế xem đơn giản mình làm cho em xem. Vivo này, Redmi Note 7 nha, máy khá đẹp. Tình trạng là máy mất đèn anh em nhé. Hiện tại mình nhìn thấy chiếc Redmi bên dưới rồi. Bệnh này thì đơn giản thôi, lát mình xử lý cho anh xem. Làm nhiều rồi, thường 80% ok thôi. Tạm cho bên, lát mình sẽ xử lý. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Tiến Anh gửi cho mình từ Thanh Hóa nhé. Nguyên niêm của bưu điện nhé. Thông tin mạng đây. Chào di động BZ, anh kiểm tra giúp em con máy 6 Plus đang dùng bình thường để từ trưa tới chiều với pin cắm sạc không thấy gì tự om. Anh kiểm xem sửa được thì thừa, không thì thay em cái bên 6 Plus bypass. À, ok bạn thấy anh, những cây này chắc không có gì phức tạp, không được thì 6 Plus chắc bạn ấy sửa rồi hay sao, máy khá đẹp ấy, mang cả siêu pin làm gì không biết đấy. Máy chắc đem thợ rồi thì ốc đít không có nhá, vỏ thì khá đẹp. Bạn là chắc đem thợ rồi, không ốc ấy gì cả. Đây mền này, thợ chưa làm đèn rồi này, không biết máy còn lên được nguồn không. Dạ mình không thấy lên được cái hình gì cả, không lên gì đâu anh em ạ, mền mất nguồn rồi. Đây, trong màn còn màn lô nhá, màn tàu anh em nhé, còn nguyên tem các kiểu này. Ok thì mình sẽ xử lý cho bạn đây, thì con này thì máy cũng khá nát, bạn bảo nếu sửa nhẹ thì cứu, không được thì thay mình bypass về cho xem phim. Đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Rồi, mình giờ sẽ bóc nốt đơn cuối của bạn Huỳnh Trâm gửi cho mình từ Bình Định. Rồi nguyên kẹp chỉ nhé. Hộp khá hịn rồi anh em ạ. Hộp kiểu gỗ ép. Này có hộp hịn thật. Em gửi anh con 8 Plus, nhờ anh check dùm, hỏng cam sao, cộng mất đi mây, mất wifi,
lúc có lúc không, mà dạo gần đây mất luôn rồi. Em làm rớt hai lần thay kính màn hình với thay lưng, còn phần linh kiện chưa thay qua lần nào nữa. Anh xem kiểm tra sửa giúp em luôn ạ. Ủa, máy nhiều bệnh này cả. Được thì báo cho bạn này. Ok, cả này lắm bệnh này. 8 plus mất cam sau, mất email, mất wifi, khoai đây anh em ạ. Rơi mà nhiều bệnh hết cả. Còn những ca này mình sẽ cố gắng xử lý thôi, những ca này nhiều bệnh quá. Cũng khá đẹp đấy chứ, thì nó ở đâu? Màn hình ép kính mấy lần rồi, vẫn đang ngồi bình thường. Ok, những đơn hàng mình sẽ xử lý sau thôi. Giờ mình sẽ xử lý con nốt 7 cho bạn ấy nhá. Con nốt 7 này đơn giản thôi, xử lý cho anh xem cho nó nhanh. Vì cuối năm thì mình cũng đang hơi bận, mình sẽ tranh thủ thôi, chứ không có nhiều thời gian làm video lắm, anh em thông cảm nhá. Ok, mất wifi à? Bản wifi nhá. Email này, không thể cập nhật di động nhá, mất email nhá, mất vi trình nhá. À, cả này sướng đấy, không hề đơn giản đâu. Mất cam sau này, lưng thay rồi này, lưng ngò bẹp lắm này, chưa còn nha. Cam sau mất cả hai cam nhá, X2 không lên nha. Ok, mất đi mấy mất wifi thì nói chung là máy này không bằng cục gạch, không nghe gọi được, lại không chơi game được. À được, mình sẽ cố gắng xử lý cho bạn ấy sau nhá. Mình sẽ xử lý con nốt 7 đấy nhá. Máy này thì cũng thấy có tháo ra rồi, sao mình cạy nhẽ ra luôn anh em. Đa phần máy gửi cho mình thấy 10 con thì 8 con đã tháo ra, kiểm tra sửa chữa không được hoặc gì đấy rồi. Mình vẫn sẽ cố gắng cứu chữa cho anh em hết khả năng có thể. Ca nào không cứu thì anh em thông cảm nhé. Vì có những ca quá nát là một, và thứ hai là có thể anh em giục gốc quá, mình cũng không đủ thời gian cày anh em cứu sau. Chứ không phải cái nào nhiều, những cái video mình làm nhiều khi thấy anh em thấy ngắn tưởng nhanh nhưng không phải là nhanh như anh em tưởng đâu. Rồi thợ cho kích pin này này, còn cái vết kích pin này này. Cho em nhìn này. Thợ cho kích còn lem nhem này này. Vết nhựa thông mỡ đấy. Rồi đầu tiên là mình sẽ ngắt cái lưng ra trước này. Sau đó mình chưa tháo máy vội, mình tháo thử cái màn lắp màn khác trước vì mình thấy nó mất đèn. Sẽ mất do màn do main, nếu do main thì mình sửa main, do màn mình sửa màn. Sửa màn không đúng thì phải thay màn. Đó, anh em chỉ ngắt tạm này là nhanh nhất, có những cái máy mình sửa thay hỏng màn đâu cần phải tháo tem ốc đâu. Đây, cho màn đây, các màn đây. Nhưng mà màn này trông sạch sẽ này, không dính nước rồi. Thợ chưa làm bẹp hết góc màn nhá, có các màn nhá. Đó. Tháo không cẩn thận đấy. Để nhìn tháo chuẩn chuẩn tí không bẹp hết các màn này, đứt các màn này giờ. Rồi, để mình sẽ lắp một cái màn mình thử đã. Đây nha, mình sẽ lắp một cây khác đây nhá. Rồi, đang sóng màn sóng bên sóng nha. Lắp cái màn ở bên của mình. Thế mình sẽ test màn của ấy trước. Như màn sóng ta sẽ thành sửa main. Màn sóng nha anh em nhá. Hiện tại màn đã lên chữ Redmi nha. Lên bình thường nha. Có nghĩa là màn này đang ok. Main máy lỗi mất đèn. Rồi, mình sẽ thành tháo bên ra kiểm tra thôi. Màn sóng bình thường nhé. Ok, để biết đường mà xử lý tại main tại màn thôi. Nhưng mình test cho kỹ nhé, vì lỗi màn cũng nhiều. Thế này tháo main là xử lý trên main thôi. Đây, mềm ở đây. Đã thợ tháo ra rồi nha, nhìn cái vết này, vết cam tháo nhau anh em đã biết rồi này. Một là anh em cắt bỏ cái tấm đồng này đi nhá, để này chập lung tung lắm đấy nhá. Đường đèn đây, nhưng mà thợ đã bỏ một vài linh kiện nhá. Đây cái này em cắt bỏ nhá, tránh tiện chạm chập nhá. Dẫn điện tốt lắm đấy nha, không phải đơn giản đâu. Bỏ cam trước cam sau ra. Hiện tại thợ trước đã làm, mà nhìn sơ bộ nhá. Thì đã thứ nhất là mất con tụ này không được phép này, tụ này mất là có vấn đề này. Thứ hai mình sẽ kiểm tra đường cuộn dây với cả diode xem thế nào. Mình nghi ngờ là con này thợ trước làm nhưng chưa tới nơi tới chốn thì họ không hiểu nguyên lý thôi. Nhất không có tụ thì đèn sẽ không sáng đâu, tối thiểu sẽ đóng con tụ ấy vào đã. Còn sơ sơ thì không thấy gì bất thường, chỉ thấy là thiếu con tụ ở đấy thôi. Tụ lên tụ đèn không có thì thường không được đèn đâu, cho nên anh em phải có nhé, điều bắt buộc nhé. Thì là thợ trước chỉ nhấc ra, chắc là đo thì chập rồi nhấc ra bỏ đi nhưng không không đóng vào. Cái này thì cũng không rõ về liên quan đến kinh nghiệm kỹ thuật của họ. Đây anh em nhé, mình sẽ đóng một tụ khác vào nhé. Đây,
Ok, cơ bản cái đóng tụ đã. Vậy thì anh đo đạc tiếp, vì thiếu con tụ đấy không được. Đóng xong mình sẽ đo già lại, chọc chạm gì ở đấy không. Bình thường nhá. Rồi đóng tụ xong, lắp thử test đã. Nhiều khi đóng này là xong rồi đấy. Thợ thiếu một chút, thợ đã tìm ra nguyên chỗ rồi nhưng mà vẫn chưa sửa. Hoặc là tìm ra đúng chỗ rồi đấy. Mỗi tội là... Anh em thấy chưa? Đã định Redmi chưa? Nhưng mà hơi tối nhá, mình cảm thấy cái màn hình hơi tối. Chứ lên hẳn đi mình sẽ tăng độ sáng được, không được là thấy nó cuộn dây. Cái này không có gì phức tạp cả. Đây là thợ chỉ thiếu một chút nguyên lý thôi, thợ gọi là thợ học vẹt thôi. Cứ dây chạm là bẻ. Đây đấy, dựa trên nguyên lý bẻ là cứ bẻ thôi. Hơi tối màn hình nhá, vẫn lên như tối. Rồi, hiện tại thì chập tụ và cuộn dây sẽ bị cháy. Thật ra cuộn dây chưa cháy hẳn, nếu như cuộn dây đứt hẳn sẽ không lên một cái gì cả. Đấy là lý do. Bây giờ mình sẽ thay thêm một cuộn dây nữa thôi, là ok thôi, không có gì cả. Mà đang rất tối, có mắc sáng lên vẫn cứ tối. Nó lên tối om chưa? Rồi, nó đang báo gì đấy? Mắc sáng đây, tối om. Chỉnh sáng tối, mắc sáng tối om này, nghe thấy không? Đó, chỉ tối như này thôi, tối u thui. Rồi, chờ chút mình sẽ làm nó sáng hơn. Thay cuộn dây thôi, hiện tại đây. Đóng mỗi con tụ đã lên đèn luôn, thiếu cuộn dây lỗi nhá. Ok em, nếu cuộn dây lỗi thì thường kèm theo máy cũng sẽ khá nóng nhá. Đó, cho nên là mình sẽ tiến hành thay nút cuộn dây đi. Đây anh em, mình sẽ tiến hành thay cuộn dây được vào nhá. Đây cuộn dây đây, đây là chết. Nó chưa chết hẳn mà nó chỉ sai độ tự cảm và bị om. Nó sẽ không bốt được áp cáp cao hơn nên anh em phải thay bỏ đi. Anh em muốn êm tay thì em cho tí thước mềm vào nó sẽ êm ngay. Khi đóng vào đảm bảo đóng êm thôi nhá, vì đóng mạnh quá là nó nhiệt cao quá nó cháy đấy. Đây cuộn cũ ấy nhá. Chứ bỏ ra cho cuộn mới vào. Đã xong anh em nha, ta vào test lại xem ok chưa, chạy thử xem máy có nóng không. Nếu máy là nóng thì là cuộn đèn vẫn có vấn đề, kiểm tra nóng cuộn đấy là cuộn đèn có vấn đề. Tức là nhiều khi cái này liên quan đến cuộn không tương thích nhé. Anh em nếu cuộn dây to của một số bên màn nó to một tí, anh nếu cuộn bé là sẽ không ổn đâu. Ok, như vậy là mình gần như đã xong, mình sẽ lắp luôn một số thứ vào cho chắc, đỡ mất công tháo ra lắp lại. Làm nào cũng thế, cái đầu mặt dưới nhá, lắp cao này vào mặt dưới tí nữa nếu có được là ok luôn. Ủa nhắc bên này khủng nữa. Em nhìn thấy nó sáng lên, nó rực lên rồi anh em biết ngay. Hoàn toàn sáng choang, mở lên thấy chữ Redmi sáng chói chói lên là ok. Anh em thấy không? Sáng khác hẳn không? Ok anh em, như vậy mình đã xử lý nhanh xong con Redmi Note 7 của bạn Nguyễn Phúc Ánh nhá. Cây này thì thợ trước đã bắt ra bệnh rồi nhưng mà họ không thay con diode và cuộn dây, à con tụ và cuộn dây. Đấy, máy lên màn sáng xù hẳn chưa? Thấy sáng hẳn không? Rực rỡ hẳn không? Độ sáng nó phải như thế chứ đấy. Thế thì chỉnh sáng bình thường nhá. Nếu mình chỉnh sáng nó không chỉnh được, chỉnh lên tối mới như nhau. Đấy. Ok, ok, như vậy mình đã xử lý xong con Redmi Note 7 của bạn Nguyễn Phúc Anh gửi cho mình từ Bến Tre. Mình cũng xin phép kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi ủng hộ mình. Chào tất cả anh em, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn anh em quan tâm và ủng hộ mình nha. Mình rất xin lỗi về sự chậm trễ trong đợt vừa qua nhé. Mình xin cảm ơn tất cả anh em. Hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.